Vâng, em xin chào quý vị. Trước mặt mọi người đây đang là một cái cặp loa bát chung như quý vị. Vâng, nếu như làm tại sao là bát chung, bởi vì nếu như mà chúng ta lắp vào trong các cái vỏ loa MIDI đấy, thì nó sẽ trở thành loa bát. Đấy. Còn nếu như chúng ta lắp trong các cái thùng loa cỡ lớn đấy, thì chúng ta có thể là làm nó chung được. Đấy. Nên em gọi nó là loa bát chung. Đây là loa Onkyo nhá, mã của nó là DVK1240A. Vâng. Đấy. Công suất của cái đấy là 25W, chỉ khoảng 4 ohm, hàng Japan luôn nhé. Hàng Japan luôn. Đấy. Hàng Japan thì nói thật với quý vị nó rất ít, hầu hết. Nên là như quý vị biết là nó đều sản xuất bên nước thứ ba đúng không? Ví dụ như là Indonesia, ví dụ như là Malaysia. Có những cái cặp như thế này, hàng Japan như này được còn sản xuất trong nội địa như này rất ít. Đấy. Nên là ai đã và đang muốn sở hữu những cái cặp loa kiểu như thế này, hàng Japan, liên hệ ngay cho bên em nhé. Những đôi này không có nhiều đâu. Đấy. Thì con này viền loa bên ngoài của nó là đi 14 cm nhé, 14 cm đấy. Quý vị có thể lắp vào cái lỗ bát 13 cũng được. Đấy. Nếu lắp lỗ bát 13 này, 10 rồi là 11,5 vẫn được này, 12 vẫn được này. Đấy. Thực ra thì nếu như mà lỗ bát 12 và mỗi hát 12 với cả 13 thì cái viền nó sẽ hơi thừa ra ngoài một tí xíu, và chúng ta ốp thẳng nó vào đấy mà bắt ốc bên ngoài luôn. Đấy, là được đúng không ạ? Đấy. Thì đấy là một quan điểm của em thôi. Em thì em nghĩ rằng là 12, 13 thì mình vẫn có thể lắp được nhá. Bởi vì là lỗ của nó, cái viền bên ngoài nó chưa hẳn ra ngoài như này mà nó sẽ che kín được cái lỗ bên trong. Còn nếu như không phải thì thôi. Đấy, quý vị về tự nghiền ngẫm theo cách của chúng ta, 14 thì đúng, cứ 14 là ốp. Vâng, đấy cũng là tùy quý vị nhá. Đấy. Ok ạ. Đấy. Người thì con này đấy, đường kính 14 cm, từ của nó, vâng, từ của nó cũng rất là lớn, 9 cm nhé, 9 cm đấy, 10 viên 14 mà từ tận 9 này, quý vị biết là to như nào rồi. Bọn này đều là được bọc từ chống nhiễu này, bọc một cái lớp mà đồng bên ngoài chống nhiễu, không biết đây phải đồng không, nhưng mà nhìn khá giống đồng nhé. Nhìn khá giống đồng này. Đồng hoặc là gì, hoặc một cái kim loại gì đấy chống nhiễu nhé. Nhưng mà nhìn cái màu này có vẻ là cũng là có tí pha đồng gì đó. Vâng. Thì đấy nhà giá của con này, vâng, rẻ thôi, 301 một cái loa này, tức là 620 một cặp loa này nhé, rất rẻ. Đấy, quý vị ai có nhu cầu mua liên hệ ngay cho bên em. Đấy. Đấy, bây giờ cặp loa này ví dụ như chúng ta có bị cháy một chiếc mà mang đi đi cuốn lại, đấy, mang đi làm lại thì chắc nó cũng phải hết tầm đấy rồi nhé, 300 hơn 300 một cái loa rồi. Thế mà đây là cả một cái loa ra bán hàng còn ok luôn, mà có 301 một cái rồi thì quý vị liên hệ luôn thì cho nhanh nhé, chứ bây giờ để còn chần chờ gì đúng không ạ? Đấy. Đấy. Bọn này vâng, đấy giá của nó đi 620 nghìn nhá. Vâng. Bọn này về thì gân nó đã được dán lại rồi nhá. Vâng. Đấy. Được dán lại rồi. Ai có nhu cầu mua liên hệ cho bên em. Vâng, số điện thoại bên em là 0966 594581. Địa chỉ cửa hàng tại số 57 Nguyễn Hoàng, Mỹ Đình, Nam Từ Liêm, Hà Nội. Vâng.